tới quý vị đại biểu, quý các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Được đặt tờ với mục đích và tôn chỉ là xây dựng một phong cách phục vụ đẳng cấp với các dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ phái của nguồn nhân lực, dịch vụ gia công phát triển, dịch vụ nội dung số. Khóa đào tạo mà Nike Plus đưa ra thì hoàn toàn là phù hợp với các cái nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay. Trong cái ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ các cái thành phần tham dự ngày hôm nay. Đấy là cái điều mong đợi nhất đối với bất kể một cái trường đại học nào. Và hy vọng trong tương lai thì các tân sinh viên và học viện IT Plus sẽ đáp ứng được cái nhu cầu nhân lực của công ty, và công ty cũng sẵn sàng để đón nhận các bạn. Là cầu nối quan trọng uy tín giữa doanh nghiệp với nguồn nhân lực công nghệ thông tin, IT Plus mang trên mình sứ mệnh đào tạo, cung cấp kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin giúp cho các bạn học viên có nhiều. Xong ở đây ra thì các em có rất nhiều cơ hội để có việc làm ngay, và doanh nghiệp chúng tôi cũng sẵn sàng đón nhận các em để về thực tập cũng như là trải nghiệm cũng như là làm việc tại công ty của chúng tôi. Mong muốn đặt hàng IT Plus một lượng sinh viên cụ thể nào đấy để phục vụ đầu tiên cho chính doanh nghiệp của bên công ty Montana, cộng với việc đấy là những đối tác của Montana rất mong muốn rằng nhận những cái học viên đấy. Thì với bản thân doanh nghiệp DCV chúng tôi thì cũng đã tiếp nhận các bạn sinh viên của Học viện IT Plus. Thì về cơ bản các bạn cũng đã đáp ứng nhanh được với cái nhu cầu công việc thực tiễn đề ra. Thì bản thân tôi nhận thấy đây là một cái mô hình rất là tốt. Nói riêng này thì mình đánh giá rất cao cái mô hình đào tạo của IT Plus. Cái mà mình đánh giá cao nhất ấy chính là đào tạo, mình nói nôm na là thực chiến, tức là nó rất là thiết thực, nó sát với những cái gì mà doanh nghiệp người ta đang cần. Học đi đôi với hành, cái đấy là bác Hồ nói rồi, và bây giờ cái IT Plus mình áp dụng nó đúng là cái triết lý như thế. Trình đào tạo của Viện AI Việt Nam là hướng tới làm sao là đào tạo được những người mà không chỉ nắm được các khái niệm kỹ thuật mà phải làm được về trí tuệ nhân tạo cũng như là khoa học dữ liệu. Và cái mình nghĩ rằng là cái yêu cầu để mà học được tốt các cái khóa học về trí nhân tạo ở Viện AI Việt Nam chỉ cần là, một là các bạn phải có đam mê, và hai nữa là các bạn đã học tốt những cái khóa học về lập trình, về công nghệ thông tin ở Học viện IT Plus là đủ.